bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thế nào là ngũ suy tướng thiện? Khi đã làm nhiều việc thiện, công đức đầy đủ rồi, bạn sẽ sanh lên cõi trời, hưởng thọ sự khoái lạc. Các vị thiên nhân thì thường ở trong định, họ lấy sự khoái lạc thiền định làm thức ăn, có khoái lạc của pháp vị sung mãn. Song lẽ sự khoái lạc ấy chẳng phải là cứu cánh. Chờ đến lúc họ đã tận hưởng hết phước trời thì tự nhiên đọa lạc vào luân hồi, chịu quả báo xưa kia đã làm. Phước báo của các vị trời, hãy nghĩ đến y phục thì y phục tới ngay, nghĩ đến ăn uống thì ăn uống có liền. Y phục của họ rất nhẹ, chỉ có 3 thù. 24 thù là một lượng, tức là rất nhẹ. Cho nên nói rằng thiên y vô phùng, nghĩa là y phục không cần may cắt gì cả. Lớn nhỏ thế nào, muốn là nó sẽ vừa khít, không to quá cũng không nhỏ quá. Thế muốn ăn uống thứ gì thì thực phẩm sẽ tức khắc hiện ra trước mặt, không quá nhiều cũng không quá ít, làm cho người ăn được thỏa mãn. Các vị trời đến lúc lâm chung có 5 tướng suy hoại hiện ra. Thứ nhất, hoa quan khô nuy, nghĩa là cái mũ hoa khô héo. Các vị trời có đội mũ bằng hoa, trang nghiêm vô cùng, không bao giờ khô héo, nhưng đến lúc lâm chung thì mũ hoa đó tự nhiên héo tàn. Thứ hai, y phục cấu nị, nghĩa là y phục dơ bẩn. Các vị trời mặc áo quần không những là đẹp đẽ thanh khiết, lại chẳng dính một hột bụi, không cần giặt rũ gì cả. Đến lúc gần chết, tự nhiên áo quần của họ trở nên dơ giấy, bụi bặm dính vào. Thứ ba, dịch hạ hạ xuất, nghĩa là nách chảy mồ hôi. Thân của các vị trời thì không bao giờ toát mồ hôi, nhưng đến lúc hấp hối lâm chung thì dưới hai nách mồ hôi xuất ra. Thứ tư, thân thể xú uế, nghĩa là thân thể có mùi hôi. Các vị trời do trước kia tu hành rất là chân chính, nghiêm trì giới luật, do đó họ có giới hương, nghĩa là hương do giới luật sanh ra, thường phóng ra mùi hương thơm ngát. Vì sao thân của chúng ta có mùi hôi thối? Là vì chúng ta không giữ giới luật. Khi mình hấp hối, đến gần chết thì thân mình phát ra mùi tử thi. Thứ năm, bất lạc bổn tòa, nghĩa là không thích chỗ mình ngồi. Các vị trời lúc nào cũng ở trong định, luôn như như bất động, liễu liễu thường minh. Nhưng đến lúc bốn tướng suy hoại hiện ra, thì các vị trời nhìn thấy nó, biết mình sắp chết, do đó tâm tán loạn dần dần, vọng tưởng khởi lên lăng xăng, ngồi cũng không yên, đứng cũng không yên, đứng rồi lại ngồi rồi lại đứng, quay đi quay lại mấy lần thì tắt thở. Khi họ chết thì đầu thai vào lục đạo luân hồi. Nếu nghiệp địa ngục của họ chín mùi thì họ tới địa ngục thọ sanh. Nếu nghiệp súc sinh chín mùi thì họ sẽ đầu thai thành làm thú vật. Nếu nghiệp Atula chín mùi thì họ sinh vào cõi Atula. Nếu nghiệp làm người chín mùi thì họ đầu thai vào cõi người. Tuy nhiên, trong mỗi cõi thì có thiên sai vạn biệt, đủ loại đẳng cấp khác nhau. Thí dụ như trong cõi người, trên cao cùng tột bậc là hoàng đế, dưới cùng hết thảy là kẻ ẩy. Có người thì thông minh, có kẻ thì ngu si. Có người thì trường thọ, có kẻ thì chết yểu. Có người thì mạnh khỏe, đều do nghiệp lực chiêu cảm mà thành. Ha ha ha, 问什么的所合。